Cây có gốc nở ngành xanh, ngọn nước có nguồn bé cả sông sâu. Người ta sinh trường bởi đâu? Cảnh nở hoa
sáng rọi sơn Hà Cầm, tu đức sáng cùng vui trụ bao la này ơn nhờ sáng rọi lòng. Sáng rọi lòng ta ơn dòng sữa mẹ không cha ai từng thuyền cập bến, nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nghe lối, từ xưa con nhớ ơn ông bánh tàu cao dày. Con nhớ ơn ông bánh tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành, tuy không được trường sinh vinh kế cũng mở đường thế hệ mai sau có trăm năm một cuộc bể. Tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa, chim không tổ như nhà không mái tường, ra đường ruột nghe dối từng ven này hỏi rừng người. Nói rằng nay người ở cung tiên hay về thoại phủ trời miền sáng tân, cõi u minh hàn lâm xứ sở dốc trầm trầm, cơ mộ thu tấu tiên giọt nước xương xa lạnh lùng. U hồn nay liệu cách dương quan, tiên giọt nước xương xa lạnh lùng, sâu muôn địa hoa rừng giá thảo tượng Phật từ hướng đạo dứt lên ngày hôm nay trời tây trúc tòa. Tòa sen ngựa xin chắc giáo về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cũ, thăm phố phường dòng họ gần xa, có nơi ăn chốn ở trong nhà suy thời phù hộ
sinh đã mừng. Lòng thành lễ bà con kính dâng, xin giải bày mấy khúc ca văn ý à. Xin giải bày mấy khúc ca văn, nguyện xin tiên tổ lai năm ma đô chi, tổ tiên dòng họ là xin giải bày mấy khúc ca văn, nguyện xin tiên tổ lai lâm ma đô chi, tổ tiên dòng họ là đây. Tổ tiên dòng họ là thông báo như sau.
buổi sáng nay. Lần đầu tiên chúng ta đã rước chuông của nhà ông Lê Văn Thơ ở địa chỉ Tràng Thàng, Tây Ninh, đã tiêm mũi một của chương 30kg. Và đại diện của nhà ông Lê Minh Đức đã thay mặt gia đình nhà ông Lê Anh Thơ đã gửi về đến cửa tiểu đường. Lần thứ hai là chúng ta về phần hội, chúng ta đón tiếp khách. Về phần lễ chúng ta sẽ có, thứ nhất là tiếp tục chào cờ, sau đó là tìm bố lý do giới thiệu đại biểu. Việc thứ hai là trưởng tập diễn văn khánh thành. Việc thứ ba là tặng hoa chúc mừng các đại biểu. Việc thứ bốn là báo cáo về xây dựng nhà thờ tổ. Việc thứ năm là đại diện dòng họ tộc và phát biểu lời cảm ơn. Việc thứ sáu chúng ta tặng văn khánh thành, và sau đó chúng ta sẽ dâng hương cho nhà thờ tổ. Thì qua những công việc trên tôi đã thông báo. Vâng, xin kính thưa các ông bà cùng các vị khách quý cùng toàn thể các gia đình trong hội tập họ Lê Văn, thì mời các cụ các bà uống nước và chúng ta ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị trang phục, chúng ta chuẩn bị đứng lên để làm lễ chào cờ. Vâng, kính thưa các ông bà cùng các vị khách quý, thì xin đồng lễ, thì cháu xin phép các cụ hãy chỉnh đốn trang phục, chúng ta cùng đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Kính thưa anh em kính cùng các anh hùng liệt sĩ trong dòng họ, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể gia tộc, trong buổi không khí vui mừng phấn khởi lắm tôn nghiêm của ngày lễ khánh thành nhà thờ tổ, với tấm lòng thành kính, với sự biết ơn vô hạn với tổ tiên, hôm nay cháu sẽ lên tập chúng tôi hội tụ về đây kính dân hương lắp trọng khánh thành nhà thờ tổ. Và ngày kết cũng khởi tổ Lê Quý Công từng phúc tính. Trước hết, thay mặt toàn thể các cháu, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến đây cùng chung vui của dòng họ chúng tôi. Và cũng xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con, chú bác, anh chị em, con cháu, dâu rể, nội ngoại từ khắp mọi miền đất nước đã về trước cửa tiểu đường. Đã làm cho buổi lễ hôm nay càng thêm phần ấm cúng, càng thêm phần khoan lượng, nghĩa tình của dân tộc. Về dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn, tôi xin trân trọng giới thiệu về với khách mời rất vinh dự về với họ chúng ta, có các bà, các cô, các chú, các bà con gái và các dòng họ đã về dự với họ tập ta hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vinh dự hôm nay còn có các cô chú anh em trong các tổ thợ xây dựng như thợ sơn, thợ mộc, thợ sắt và thợ điện nước cũng đã về dự với hội tập của chúng ta hôm nay. Một lần nữa tôi nhiệt liệt chào mừng. Về với dòng họ Lê Văn của tôi, có các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể bà con, chú bác, anh chị em, con cháu dâu rể, nội ngoại của gia tộc đã về dự buổi hôm nay, để chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể gia tộc, thôn Bắc là một vùng đất lâu đời thuộc xóm 4 Yên Nhân, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Thôn Bắc có cảnh quan một vùng đồng bằng châu Hồng, sông Hồng. Các cụ kể rằng cách đây trên 200 năm, cụ tổ dòng họ Lê Văn đã đến định cư và lập nghiệp tại thôn Bắc. Tính đến nay đã là đời thứ 11.
Tổ tiên dòng họ Lê Văn là những người sống có bản chất cần cù, thật thà, hết tâm thức để làm phúc cho con cháu. Về việc về lễ nghi trong dòng họ, theo quan điểm phải có phép tắc, có trên có dưới, qua các đời đều có lời khuyên dạy rằng tâm đức còn quý hơn vàng ngọc, đức lưu muôn thuở cuộc đời con cháu, tâm đức mãi mãi phải vững chồng. Bắt đầu đấy, Ban Khánh Thành, nhà thờ cổ họ Lê Văn, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Tới, trưởng dòng đại diện cho dòng tổng lên đọc diễn văn Khánh Thành. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Tới. Thành kính anh linh kiên tổ, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa tất cả các cụ ông cụ bà cùng bà con nội ngoại dâu rể của họ tộc Lê Văn phương Bắc. Thay mặt cho dòng tộc họ Lê Văn, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ ông cụ bà con nội ngoại dâu rể của họ tộc lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, phồn vinh, chúc cho buổi lễ thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần là ngày lành tháng tốt trong không khí tôn nghiêm và phấn khởi. Với tấm lòng thành kính và truyền thống luôn hướng về cội nguồn tổ tiên, các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, hậu duệ gia tộc họ Lê Văn thôn Gia Bắc, hội tụ về đây kính cẩn dâng nến tâm hương và long trọng tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành nhà thờ tổ họ Lê Văn và tổ chức ngày kỵ cụ khởi tổ Lê Quý Đông tự cung kính. Trước hết, thay mặt toàn thể con cháu trong dòng tộc, xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để về đây chung vui cùng họ tộc của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp toàn thể bà con cháu từ khắp mọi miền của đất nước đã về đây tham dự và đang theo dõi trực tiếp trên mạng thông tin đại chúng của buổi lễ khánh thành đầy tôn nghiêm này. Sự có mặt đầy đủ của bà con cháu đã làm lòng ấm tình thân dòng tộc và nhớ ơn về nguồn cội quê hương. Xin chân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến toàn thể bà con cháu nội ngoại dâu rể trong và ngoài họ tộc, trong nước và ở nước ngoài đã có tấm lòng thành kính, đã ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để xây dựng nhà thờ cổ, nhưng vì điều kiện không cho phép mà hôm nay đã không có mặt trong sự kiện trang trọng này. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cháu, hàng trăm năm nay dòng họ Lê Văn phương Bắc đã có truyền thống cùng các dòng tộc anh em khác đã làm nên lịch sử cho quê hương, cho đất nước. Trong thời kỳ thực dân Pháp cơ hộ và thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, theo tiếng gọi của Tổ quốc, các trai tráng của họ tộc Lê Văn đã hăng hái lên đường nhập ngũ để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đã có những người đã trở về là những thương binh, bệnh binh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ Tổ quốc. Có những người con của họ tộc Lê Văn đã chiến đấu vì Tổ quốc quên mình, đã có bốn cụ được Tổ quốc ghi nhận ghi công nhà nước truy tặng anh hùng liệt sĩ. Ngày nay đất nước đã hòa bình, đang trên đà đổi mới và phát triển, nhờ phúc ấm của tiên tổ, con cháu họ tộc Lê Văn đã và đang thành danh trên khắp mọi nhiều lĩnh vực. Kính thưa các quý vị cùng toàn thể bà con cháu họ tộc Lê Văn quý mến, cách đây khoảng hơn 200 năm, họ Lê Văn của chúng ta đã được hình thành cụ khởi tổ dòng tộc là cụ Lê Quý Công tự cung tính, sinh xuống quán tại xã Tràng Bạch, tổng Tràng Bạch, huyện Từ Liêm, đã di chuyển về nơi đây và ngày nay là thôn Sắp Bắc, xã Yên Nhân, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cụ thân sinh được hai người con trai, đến thời điểm này là hai cành của dòng họ Lê Văn thôn Sắp Bắc. Và sau này, theo các cụ truyền lại, có một nhánh các cụ đã di chuyển vào làng Trinh Nữ, xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để làm việc. Đến hôm nay con cháu dòng tộc đã sinh ra và trở thành đến đời thứ 11, còn các cụ đời thứ 7 trở xuống đã ngoài 70-80 tuổi cũng đang sống vui, sống khỏe cùng nhiều thế hệ con cháu quần tụ an yên. Hiện nay dòng họ Lê Văn đã có gần 100 linh tráng, các con cháu dòng tộc đã đang sinh sống, học tập và làm việc trên mọi miền của đất nước và cả ở nước ngoài. Cha ông chúng tôi trước đây cũng nhớ lời dạy của tiền nhân, cây có gốc, nước có nguồn, cũng mong muốn xây dựng nhà thờ tổ để thờ cúng tổ tiên, nhưng do lịch sử kể lại
nơi thờ cúng tổ phải di chuyển nhiều lần. Đến đầu tháng 5, 50 của thế kỷ trước mới di chuyển bắt hương thờ tổ và đúng ngày trưởng. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể bà con cô bác, người Việt ta có câu ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn, đó là đạo lý muôn đời và không có gì có thể thay thế được. Cũng vì chân lý sáng ngời đó, con cháu dòng tộc Lê Văn vinh dự được nối tiếp những truyền thống tốt đẹp, gìn giữ và lưu truyền cho muôn đời sau những giá trị cốt lõi của mỗi thế hệ, mỗi con người. Việc bảo tồn và xây dựng nhà thờ tổ dòng họ là một việc làm hết sức thiết thực, vì đó còn là nơi con cháu thể hiện lòng tôn kính, biết ơn với công đức của tổ tiên, vừa là nơi thuần tụ gắn kết dòng máu huyết thống thiêng liêng của các thế hệ hậu duệ về sau. Trước đây nhà thờ tổ họ Lê Văn được gia đình ông trưởng tộc đời thứ 7 và thứ 8 xây dựng và trùng tu là ngôi nhà năm gian, ba gian giữa bằng gỗ có bốn hàng cột và cửa có cửa bức bàn. Trải qua bao nhiêu nắng mưa, công trình đã dần xuống cấp và đã được gia đình duy tu và sửa chữa nhiều lần. Đến đầu năm 2022, gia đình và họ tộc nhận thấy ngôi nhà thờ tổ đã xuống cấp nghiêm trọng, phần tường gạch đã bong chóc nứt nẻ, còn về phần gỗ đã mối mọt xong nhiều kết cấu quan trọng. Công tác xây dựng lại nhà thờ tổ đã được đưa ra vào họp bàn trong các cuộc họp của họ tộc. Các ý kiến xây dựng đóng góp đã được đưa ra. Đến trung tuần tháng 7 năm 2022, cuộc họp họ tộc đã được triển khai rộng rãi đến mọi thành viên trong họ tộc và đã có nghị quyết dòng họ lưu lại. Qua các ý kiến xây dựng đóng góp và ý kiến tâm nguyện của gia đình ông trưởng tộc và họ tộc đã đi đến thống nhất để gia đình ông trưởng tộc đứng lên xây dựng lại nhà thờ tổ. Còn các gia đình trong nội ngoại tộc tùy tâm tín cúng cùng gia đình ông trưởng tộc xây lại ngôi nhà thờ tổ. Đúng ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Dần là ngày lành tháng tốt, gia đình và họ tộc tổ chức động thổ bỏ móng nhà thờ tổ do ông trưởng tộc đời thứ 9 đứng tuổi xây dựng vào ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần là ngày bỏ nóc ngôi nhà thờ tổ. Vì trong bệnh nên ông trưởng tộc đời thứ 9 đã về với các cụ tiên tổ, nhưng trong trung tâm gia đình và họ tộc cũng nhận thấy ông cũng đang nở nụ cười cùng các cụ tiên tổ, vì đã là người đại diện cho gia đình và họ tộc đã đặt từ viên gạch đầu tiên đến đặt cây nóc nhà thờ. Mọi việc đã được suôn sẻ. Như các quý vị đã nhìn thấy, ngôi nhà thờ tổ với lối kiến trúc mới được xây dựng tách biệt ba gian, móng và trần là bê tông cốt thép, thiết kế đổ hiên tây, mái trên khu vỉ ruồi giải ống kém lợp ngói đỏ hạ long, đại và trang trí xây tam cấp bát đấu đầy đủ, trước hiên gian giữa dựng cuốn thư bằng bê tông có trụ đấu, trước và hông chạy chuyện trang trí khuôn vật thở làm bằng gỗ lim nam phi, bậc hè và sân lát đá xanh tự nhiên, khu hè gian giữa trang trí đôi đèn và lưu hương bằng đá tự nhiên, ba gian trong nội cung thờ tự cả ba gian, gian giữa thờ cụ khởi tổ và các cụ tiên tổ, gian bên phải thờ gia tiên và thổ thần, gian bên trái thờ bà cô ông bánh tổ. Qua thời gian thi công xây dựng đến ngày 16 tháng 11 năm Nhâm Dần, họ tộc đã tổ chức giúp các cụ tiên tổ về yên vị tại nhà thờ tổ mới khang trang và ấm cúng này. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể bà con cô bác, cảm động thay khi cuộc sống đang trong mối lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng nhờ phúc ấm của tiên tổ, con cháu dòng họ tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng để tạo lên sức mạnh. Bởi một cây làm chặt lên non, ba cây trùng lại lên hòn núi cao, và đó cũng chính là thể hiện sự đền đáp, sự tri ân đối với công đức tiên tổ với các bậc tiền nhân và đấng sinh thành, và để cầu mong cho dòng tộc họ Lê Văn thôn Giáp Bắc muôn đời hưng thịnh. Kính thưa quý vị, nhân dịp này thay mặt toàn thể con cháu nội ngoại dâu rể dòng tộc họ Lê Văn xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã đến dự buổi lễ trang trọng này. Xin cảm ơn các đơn vị xây dựng thi công các hạng mục công trình đã có trách nhiệm thi công để công trình bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật và kịp tiến độ như mong muốn. Và chúng tôi tiếp tục bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các gia đình, con cháu nội ngoại gần xa đã ủng hộ những khoản chi phí lớn và đầy trách nhiệm để công trình nhà thờ tổ có được sự khang trang về thế như ngày hôm nay.
Mong muốn rằng trong thời gian tới, các gia đình con cháu gần xa tiếp tục đóng góp ủng hộ để họ tổng có điều kiện làm tiếp một số hạng mục và công trình khác như ước nguyện. Sự đóng góp và ủng hộ quý báu đó sẽ được dòng tộc ghi nhận và tôn vinh. Xin cảm ơn đội quay phim chụp ảnh đã và đang ghi hình trực tiếp trong buổi lễ trang trọng này. Với mong muốn là công trình nhà thờ của họ Lê Văn không chỉ là một ngôi nhà thiêng để con cháu dòng tộc phụng thờ, tri ân tiên tổ, đấng sinh thành mà còn là một công trình văn hóa tâm linh để lưu truyền cho hậu thế. Đúng như câu thơ cho rằng, địa linh tụ khí xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ trường tâm phúc lộc. Và đó cũng chính là lời nguyện cầu của con cháu nội ngoại dâu rể gửi đến tổ tiên và các bậc tiền nhân. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể bà con cô bác, tại buổi lễ trang trọng này, chúng tôi xin trân trọng công bố khánh thành công trình nhà thờ tổ họ Lê Văn, thôn Gia Bắc, xã Yên Nhân, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể bà con cháu nội ngoại dâu rể gần xa luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Các quý khách quý, thì vừa rồi chúng ta đã vừa được nghe ông trưởng tổng Lê Văn tới đã lên phát biểu về những phần khánh thành của nhà thờ tổ này. Thay mặt cho họ xin kính chúc ông và gia đình để luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Chiến sẽ thay mặt đại diện cho dòng tộc họ Lê có bó hoa tươi thắm của dòng họ để tặng lên cửa tổ. Thì cũng xin kính mời ông trưởng tổng Lê Văn tới thay mặt thân dòng họ lên nhận bó hoa lãng hoa tươi thắm của hoa tộc chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia tộc, thật đúng là cây mọc nhìn cảnh nhà có gốc, nước chảy rạn nơi bởi có nguồn. Việc thi công xây dựng nhà thờ tổ kéo dài hơn 3 tháng, công lao này phải kể đến sự đóng góp to lớn con cháu của dòng họ Lê Văn. Đồng thời chúng ta không thể nào quên công lao của gia đình ông Lê Văn tới đã góp công rất lớn trong công việc xây dựng nhà thờ tổ. Và để báo cáo lại quá trình xây dựng, tôi xin mời ông Lê Văn tới trưởng tổng lên thăm qua cái chương trình xây dựng nhà thờ tổ trong thời gian qua. Một lần nữa xin trân trọng và kính mời ông Lê Văn tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con cô bác, như mọi người đã nhận thấy, qua thời gian 3 tháng thi công công trình xây dựng nhà thờ tổ họ Lê Văn thôn Gia Bắc đã hoàn thành. Hôm nay họ tộc long trọng tổ chức cắt băng khánh thành nhà thờ tổ. Tôi xin thay mặt cho họ tộc xin được báo cáo sơ bộ về tài chính xây dựng nhà thờ tổ. Kính thưa các quý vị, hôm nay trong niềm vui, niềm hân hoan phấn khởi và sự đoàn tụ, dòng họ chúng ta hướng về cội nguồn, bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, thành kính dâng lên tiên tổ. Nhà thờ tổ đã hoàn thành, được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố theo kiểu lối nhà mới, với diện tích mái là trên 50m2. Về phần móng của bê tông cốt thép kiên cố với dầm xăng 500 phần trên xây tường chịu lực, đổ mái bằng có yên tây, mái trên xây trụ phỉ ruồi, bắt buộc kém và lập bằng ngói đỏ Hà Long. Hai bên đốc xây trang trí tam cấp, ban công hiên trang trí cuốn thư và chạy trệ bằng bê tông. Khuôn và cửa được làm bằng gỗ lim Nam Phi, bậc hè và sân được lát bằng đá tự nhiên. Khuôn viên gian giữa ở ngoài trang trí phụ bộ lư hương và đôi cây đèn bằng đá. Bên trong nội cung mua thêm một bộ nhang án thờ bằng đá để gian giữa để thờ tổ. Về phần sơn được sử dụng là loại sơn có thương hiệu, thuê thợ về kẻ vẽ và cắt họa tiết hoa văn và vẽ giả đá áng cột. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà thờ tổ là trên 400 triệu đồng. Số tiền tiến cúng của các gia đình trong nội tộc, ngoại tộc và các cháu chắc là nội ngoại của dòng họ đến hết ngày 16 tháng chạp năm Nhâm Dần là 254.100.000 đồng. Hiện vật gồm có một bộ chuông và một giá chuông của gia đình ông Lê Anh Thơ ở Tây Ninh tiến cúng, và
và một giá treo trống là được trích từ quỹ họ ra để mua sắm. Còn về phần chỗ chú Thắng là tổ thi công xây dựng phần bậc, là cũng là cháu ngoại của dòng tộc Lê Văn, đã tiến cúng ba bộ nhạc nổi khuôn cửa trước cửa nhà thờ tổ. Về số ngày công lao động công đức có các cháu như các chú như chú Quý, chú Lệ, chú Thắng đã sắp xếp công việc của mình để giúp đỡ về với cửa tổ, và toàn thể họ tộc đã bỏ công sức để giúp đỡ công trình. Mà tiêu biểu là trong họ tộc có gia đình là em Huy và em Hào, còn về ngoại tộc có gia đình chị Con Len, gia đình chú Trúng, gia đình chú Quản, gia đình chú Huy. Quỹ thời gian giúp về với cửa tổ là rất nhiều, khó để đưa ra con số cụ thể để nêu lên được. Hạng mục công trình xây dựng nhà thờ tổ đến nay đã được gia đình ông trưởng tộc đứng lên lo tất toán xong xuôi. Mong muốn rằng trong thời gian tới, các gia đình con cháu nội ngoại gần xa tiếp tục đóng góp ủng hộ để họ tộc có điều kiện làm tiếp một số hạng mục công trình khác như ước nguyện. Sự đóng góp của ủng hộ của quý báu đó sẽ được họ tộc ghi nhận và tôn vinh. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu các quý cùng toàn thể bà con cháu nội ngoại dâu rể gần xa luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Thật đúng là cây mọc niềm cành nhờ vô gốc, nước chảy vạn nơi bởi vô nguồn. Việc thi công xây dựng nhà thờ tổ kéo dài hơn 3 tháng. Chim có tổ, người có tâm, như cây có cồn, như sông vô nguồn. Trong không khí chuẩn vì đón xuân mới, xuân Quý Mão năm 2023, họ Lê Văn long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ và ngày cây tổ. Trong không khí hôm nay thật vui tươi, thật phấn khởi, thật ấm áp và tình anh em. Kính thưa các quý vị, nhớ câu máu chảy ruột rèn, keo sơn tình huyết thống. Cho dù con cháu tha phương cách biệt, làm ăn khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, nhưng nguồn cội ông bà tổ tiên vẫn khắc sâu trong cốt của mỗi người. Chung một lòng hướng về tiên tổ, giết tay nhau xây dựng cơ đồ. Tất tổ tổ tiên xưa nay tạo lập, con cháu họ hàng ngày kết trái đơn hoa. Và để có buổi lễ long trọng ngày hôm nay, đó là sự quan tâm, đó là sự giúp đỡ của các quý khách, các quý vị cùng toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc. Và để đáp lại những tình cảm đó, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu mời ông Lê Minh Đức đại diện cho họ tổng lên có đôi lời phát biểu cảm ơn. Vâng, xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cô ông, cô bà, cùng toàn thể bà con, cô dì, chú bác, các cháu, nội ngoại. Hôm nay ngày khánh thành nhà tổ mà cũng là ngày kỷ của ông Quỳ Tổ, được sự giữa là xây dựng của ông Triều Tổng, được sự giữa là đóng góp của bà con anh em trong nội ngoại tổng và bà con cháu còn xa đã xây dựng ngôi đền thờ đến hôm nay là hoàn thành, là cái ngày các bạn chính thành và cũng là ngày Quỳ Tổ, được bà con tất cả các cô ông cụ bà trong nội ngoại tổng và các quý khách về đây dự cái buổi khánh thành và dự cái ngày lễ kinh tổ của chúng tôi đại diện cho dòng tộc chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin gửi tới tất cả các quý vị, các cụ ông cụ bà cùng anh chị em con cháu nội ngoại tộc, các vị khách quý và các đoàn thờ đã đến giúp, và đồng thời là về đây dự cái buổi lễ hôm nay cũng không biết nói gì hơn. Chuẩn bị đến đón mùa xuân Quý Mão, tôi xin đại diện dòng tộc xin chúc quý vị, cụ ông, cụ bà cùng toàn thể bà con, anh chị em nội ngoại tộc và các vị khách quý một lời kính chúc mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin hết. Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể gia tộc, vạn đại cản khôn hơn tiến tặng cửa kiên nhận nguyện nước liên quan. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, với tấm lòng hiếu kính tri ân và tiên tổ, con cháu tộc Lê Văn cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nhà thờ tổ đẹp đẽ và khang trang như hôm nay. Chúng ta mãi ghi nhận sự tự nguyện nhiệt tình, không tiếc thời gian và không gian gian khổ của nhiều bà con cô bác con cháu đã đóng góp tiền bạc công sức kịp thời đã giúp cho tiến độ xây dựng nhà thờ tổ. Nhiều anh em con cháu thường xuyên có mặt lao động gắt cả công việc nhà để ưu tiên tham gia cho dòng họ trong buổi lễ long trọng và đầy tình nghĩa này. Một lần nữa cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự chỉ đạo
sát sao của ban kiến thiết xây dựng công trình, sự góp mặt có hiệu quả của ban hoạt động tài trợ kinh phí, công tác giám sát để hoàn thành công trình một cách tốt đẹp nhất. Sau đây tôi xin mời các vị đại diện thay mặt cho hoạt động lên để các ban các ngày hôm nay. Ví dụ mời ông Lê Văn Triều, mời ông Lê Văn Triều lên. Ông thứ hai là mời ông Lê Văn Đặng, và mời ông thứ ba là mời ông Lê Văn Chiến, và người thứ tư là mời ông Lê Văn Đặng. Và tiếp tục là mời ông Lê Minh Đức. Vâng, xin mời tất cả các cùng cháu vừa đọc tên như trên, mời các cùng hãy về vị trí của mình và theo sự sắp đặt của bên ban tổ chức. Ông mời các cùng từ bên các bạn bên này bắt đầu. Bắt đầu. Vâng, xin chúc mừng dòng họ Lê Văn đã hoàn thành cái này, một sự thành công rực rỡ. Xin kính chúc mừng tất cả các bạn quan tâm họ cũng như các tân quý khách đã về đến sân tổ từ hôm nay, một lời chào và lời chào trân trọng nhất cho sức khỏe, an khang vạn sự gì ạ. Rất tuyệt vời, rất đẹp, các nhà quay phim cũng là chụp ảnh chuẩn bị những bức phim đẹp nhất, những bức ảnh đẹp nhất để lưu niệm những phút giây quý giá này ạ. Vâng, xin cảm ơn các ông đã lên các ông khách thành. Xin mời các ông về nơi an toàn, mời nước và thuốc. Các cháu di chuyển vào bên bên trong. Tiếp sau đây chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một cụ đại diện cho dòng tổng họ Lê chúng tôi là ông Lê Văn Chiến lên mở cửa từ đường của chúng ta hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin mời trân trọng và Lê Văn Hoàng ạ.
tâm nhập kiểm nam quốc nam bình xa ra bóng cùng là ta xưa về linh hạnh lễ tộc mà lễ tộc mà tộc mà lễ văn tôi tộc mà cùng Phật là thanh viên đã cũng gừng viên viên sơ viên ra lễ tình lễ
vào sông quê, ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên má em hồng. Ơi con sông quê, con sông quê, ơi con với tuổi thơ một du bánh đa thường. Ôi con sông quê, con sông quê, ơi con sông quê, con sông quê, con cá dưới sông cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi còn để lại giống thơm cùng một bên sông, con trâu đầm sóng dưới che thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.
cát vào sông quê. Ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể.